đến là một ca sĩ có giọng hát trữ tình, thể hiện đặc sắc các ca khúc nhạc xưa. Hoài Lâm nổi lên như một hiện tượng sau chương trình Gương Mặt Thân Quen. Anh dần ghi dấu trong lòng khán giả với những màn hóa thân và biểu diễn xuất sắc như cụ Hà Thị Cầu, Sơn Tùng MTP. Cũng từ đây, Hoài Lâm trở thành một hiện tượng mới trong giới trẻ bởi tài năng ca hát cũng như khả năng hóa thân thành nhiều nhân vật trong chương trình. Thông tin tiểu sử của ca sĩ Hoài Lâm trở thành chủ đề hot được nhiều bạn trẻ tìm kiếm. Hoài Lâm tên thật là Nguyễn Tuấn Lộc, Hoài Lâm là nghệ danh do bố nuôi Hoài Linh đặt khi hát. Hoài Lâm chính là con nhà nòi, mẹ anh là bầu của gánh hát cải lương Vĩnh Long và ba anh cũng là nghệ sĩ cải lương từng đóng cặp với nghệ sĩ Cẩm Tiên. Từ nhỏ thi thoảng Hoài Lâm được ba cho đi theo gánh hát, đi diễn ở một số nơi, anh cũng đã biết hát ca cổ, cải lương và máu nghệ thuật luôn có sẵn ở trong người. Chung thân ta dần cuộc đời, đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở biển đổi tay khi rủ cơn mê, để chua xót trên bước về. Cơ duyên trở thành con trai nuôi của Hoài Linh cũng không mấy thuận lợi khi 13 tuổi ba ruột của Hoài Lâm vô tình tìm được số điện thoại của Hoài Linh nên đã chủ động đưa con tìm đến Hoài Linh xin nhận học trò. Sau nhiều cuộc gọi và xin gặp, thậm chí Hoài Lâm mất 3 tuần đi từ Vĩnh Long lên Sài Gòn, ở nhà trọ, đi tới nhà Hoài Linh tìm xin gặp nhưng không thành công. Hoài Lâm may mắn được gặp nghệ sĩ Hương Lan. Sau khi nghe ca khúc Xa Mưa Rông, cô nhận xét giọng ca của Hoài Lâm phù hợp với dòng nhạc này và đã nhắn Hoài Linh cho anh một cơ hội. Sau đó anh mới chính thức được danh hài đỡ đầu. Từ nhỏ Hoài Lâm đã sống và lớn lên tại Mỹ. Năm 14 tuổi, trở về Việt Nam để xuất hiện với vai trò là ca sĩ khách mời trong live show kỷ niệm 9 năm ca hát của nữ ca sĩ Bích Thảo. Năm 2011, khi bước qua tuổi 16, Hoài Lâm đã sớm chứng tỏ khát vọng và khả năng ca hát của mình. Anh theo đuổi dòng nhạc chính là trữ tình quê hương. Cùng với sự giúp đỡ của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Hoài Lâm đã có nhiều bước tiến bộ rõ rệt. Năm 2014, Hoài Lâm bất ngờ tham gia Gương Mặt Thân Quen và nhận được nhiều phản hồi tốt cũng như sự yêu thích của các bạn trẻ. Chân ai gọi niềm cay đắng những suy tư. Bên cạnh sự giúp đỡ của Hoài Linh, một người vô cùng quan trọng đã giúp đỡ Hoài Lâm chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Hoài Lâm được Mr. Đàm nhận làm học trò và hướng dẫn luyện thanh, truyền đạt các kỹ năng sân khấu. Năm 2011, chàng trai 16 tuổi Hoài Lâm chính thức xuất hiện trên sân khấu ca nhạc cùng Đàm Vĩnh Hưng trong ca khúc Giọt Lệ Đài Trang. Khi đó Hoài Lâm đã được giới thiệu là con trai của danh hài Hoài Linh. Thời gian trước đây, cái tên Hoài Lâm gắn liền với hình ảnh của một nam ca sĩ thư sinh chuyên trị những dòng nhạc mang âm hưởng quê hương. Thế nhưng, khi tham gia chương trình Gương Mặt Thân Quen, Hoài Lâm lại gây ngạc nhiên khi có thể hóa thân thành nhiều nghệ sĩ với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Từ nhạc trẻ, hát sẩm đến cải lương, anh đều thể hiện đúng màu sắc của chúng một cách rất tự nhiên. Cách biểu diễn của Hoài Lâm trên sân khấu đã khiến cho nhiều người xem thấy một tài năng đáng khâm phục, một chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết với niềm đam mê nghệ thuật cháy bỏng. Chính sự đa dạng về dòng nhạc này mà Hoài Lâm đã trở thành quán quân của chương trình. Anh đường anh, em đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Em đành quên cả sao em, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Nói về tính cách và con người của Hoài Lâm, mẹ ruột của anh cho biết Hoài Lâm sống rất có hiếu, luôn quan tâm đặc biệt đến bà ngoại và luôn lễ phép với bố mẹ, không nhõng nhẽo đòi hỏi và thậm chí còn rất ngoan và thông minh. Con trai tôi rất thương bà ngoại, có hiếu với cha mẹ, vẫn hay hát sùm khi ở nhà, vẫn giữ nguyên sở thích ăn uống, vẫn hay đùa giỡn và chọc ghẹo mẹ để bị mẹ la. Nhưng khi bước lên sân khấu thì con tôi rất nghiêm túc và chín chắn. Đặc biệt con luôn đặt gia đình và sự nghiệp trên hết. Và trong suy nghĩ của con đã lớn khôn rất nhiều. Có được một Hoài Lâm như ngày hôm nay, công lớn nhất thuộc về danh hài Hoài Linh.
Tháng 12 năm 2013, sau 6 tháng chuẩn bị, CD đầu tay của Hoài Lâm do chính anh tự bỏ tiền ra đầu tư mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương đã được ra mắt. CD do Trung tâm Băng Nhạc Sạn Đông sản xuất và phát hành với 9 ca khúc nhạc trữ tình do đích thân nhạc sĩ Hoài Linh biên tập. Mặc dù đi hát từ năm 14 tuổi, nhưng Hoài Lâm chưa có một sản phẩm âm nhạc nào chính thức. Do đó, những khán giả yêu mến giọng ca ngọt ngào của anh rất háo hức chờ đón CD đầu tay này. Còn chi nữa đâu em, yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu, còn gì nữa đâu. Tôi thề tôi chẳng yêu ai. Hoài Lâm xuất hiện lần đầu tiên tại chương trình Gương Mặt Thân Quen năm 2013 với ca khúc Về Đầu Mái Tóc Người Thương. Sau ca khúc này, với sự đề xuất của MC Thanh Bạch, anh cũng đã thể hiện khả năng tài tình của mình khi xả giọng ca sĩ Duy Mạnh và ca sĩ Hồng Ngọc đến đêm chung kết của chương trình. Sau khi xong ca khúc Nghĩ Về Cha cùng với danh hài Hoài Linh, Hoài Lâm đã được ca sĩ Mỹ Linh gợi ý và ủng hộ để tham gia chương trình này. Và đúng vậy, Gương Mặt Thân Quen 2014 đã có sự xuất hiện của Hoài Lâm. Gương Mặt Thân Quen 2014, Hoài Lâm đã chứng tỏ khả năng biến hóa tài tình của mình qua 12 lần hóa thân thành các nghệ sĩ khác nhau cả về giới tính, tuổi tác, ngôn ngữ và thể loại âm nhạc. Trong đó có 5 lần anh đạt số điểm cao nhất. Trong đêm gala chung kết, Hoài Lâm gây xúc động khi hóa thân thành cố nghệ sĩ Thanh Nga và nghệ sĩ Thanh Sang khi thể hiện xuất sắc đoạn trích Tế Sống Thì Sách trong vở cải lương Tiếng Trống Mê Linh thay cho nhân vật Bằng Kiều như dự định ban đầu. Tiết mục này đã khiến cho cả giám khảo và nhiều khán giả tại trường quay cũng như khán giả xem qua truyền hình xúc động dưới nước mắt. Với tiết tấu này, Hoài Lâm đã giành ngôi vị quán quân, hoàn toàn thuyết phục, đồng thời anh cũng đoạt giải thí sinh được yêu thích nhất do khán giả bình chọn với số phiếu áp đảm là 58% lượng phiếu bầu. Còn chi nữa đâu em, yêu thương như nước trôi qua cầu, như đàn trôi cùng sầu, còn gì nữa. Hoài Lâm bắt đầu biết yêu từ năm 8 tuổi. Theo như chia sẻ của Hoài Lâm thì anh rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm và đến tận bây giờ vẫn nhớ cô gái mình đã yêu lần đầu tiên. Chuyện tình yêu của Hoài Lâm và Lưu Bảo Hoàng Ngọc từng là chủ đề bàn tán xôn xao của khán giả một thời. Thời điểm công khai yêu nhau, Hoài Lâm là cái tên đang được rất chú ý. Song thời gian gần đây, con đường nghệ thuật của con nuôi Hoài Linh ngày càng trở nên mờ nhạt trước những lời chỉ trích mải yêu quên làm. Lưu Bảo Hoàng Ngọc, bạn gái Hoài Lâm, bất ngờ đăng tải một bức tâm thư khá dài, chia sẻ về những sóng gió cặp đôi đã phải trải qua trong suốt 6 năm quen nhau. Theo lời Hoàng Ngọc, cô yêu Hoài Lâm từ khi mới 15 tuổi. 6 năm trước, em chỉ 15, và anh thì 16. Đôi khi em cũng không nghĩ làm gì mà yêu sớm thế. Nhưng mà thực sự khi rung động thì bao nhiêu tuổi cũng chỉ là một con số. Cháu gái của Bảo Quốc tiết lộ, vì yêu quá sớm nên cặp đôi đã phải chịu khá nhiều áp lực từ phía gia đình. Thậm chí cô no đòn bầm dập mỗi lần bị gia đình bắt gặp lén đi hẹn hò với Hoài Lâm. Những cuộc gặp mặt lén la lén lút chỉ vỏn vẹn 5 đến 10 phút. Chỉ cần gặp nhau, chỉ cần nắm tay hay những cái hôn nhẹ lên má đối với hai đứa là đủ. Những cuộc điện thoại đôi khi chỉ là sự im lặng, chỉ nghe hơi thở cũng biết bên kia buồn vui như thế nào. Là khi em khóc nức nở vì mỗi cuộc gặp nhau mà bị phát hiện thì luôn no đòn bầm dập. Mình đã như vậy suốt gần 3 năm. 3 năm biết được yêu là gì, yêu sống chết ra sao, nước mắt nhiều như thế nào, ăn đòn no hơn ăn cơm. Hoàng Ngọc cũng cho hay, tại thời điểm đó vì quá nhiều áp lực trước gia đình và dư luận, cô và Hoài Lâm đã chia tay, cặp đôi đã chia tay nhau 2 năm, thậm chí Hoàng Ngọc đã tìm hiểu và thử yêu một người khác, nhưng vì không có tình cảm thực sự nên mối quan hệ này đã nhanh chóng dừng lại. Sau cùng, cô nhận ra mình yêu và chờ đợi Hoài Lâm và cả hai đã quay về bên nhau. Tính tới thời điểm hiện tại, Hoài Lâm và Hoàng Ngọc đã yêu lại từ đầu được hơn 1 năm.